Nếu có một vấn đề đoàn kết được cử tri Mỹ, cả đảng Dân Chủ và Cộng Hòa, thì đó chính là vấn đề này. Tôi chỉ thấy giá cả cứ tăng 25 xu, 50 xu, và không còn thứ gì thực sự có giá phải chăng nữa. Trước cuộc bầu cử tháng 11, hai đối thủ, Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump, đang tập trung vào lạm phát. Khi được bầu làm Tổng thống, ưu tiên hàng đầu của tôi là giảm chi phí và tăng cường an ninh kinh tế cho tất cả người Mỹ. Có ai ở đây cảm thấy giàu có hơn dưới thời Kamala Harris và Joe lương lẹo so với thời chính quyền Trump không? Có thứ gì ít tốn kém hơn dưới thời Kamala Harris và Joe lương lẹo không? Kêu gọi một lệnh cấm liên bang đối với hành vi tăng giá quá đà của các công ty, bà Harris đặc biệt chỉ trích ngành chế biến thịt. Trong khi đó, ông Trump nói rằng ông sẽ chống lại giá cả tăng cao bằng cách thúc đẩy sản xuất dầu khí. Rất khó có khả năng bất kỳ chính sách đơn lẻ nào do một tổng thống đưa ra có thể có tác động đủ lớn để đưa lạm phát từ mức hiện tại xuống mục tiêu dài hạn là 2% của Cục Dự trữ Liên bang đối với nền kinh tế. Vào tháng 7, tỷ lệ lạm phát hàng năm của Hoa Kỳ đã giảm xuống dưới 3% lần đầu tiên kể từ tháng 3 năm 2021, mặc dù người Mỹ vẫn đang cảm thấy chật vật. Số liệu bán lẻ lạc quan, tỷ lệ thất nghiệp thấp và hầu hết các nhà kinh tế không còn cảnh báo về suy thoái nữa. Tuy nhiên, sức khỏe tổng thể của nền kinh tế vẫn là mối quan tâm chính của cử tri và là đòn tấn công trong chiến dịch tranh cử. Chúng ta sẽ không để cái người điên kém năng lực theo chủ nghĩa xã hội này tiếp tục phá hoại nền kinh tế của chúng ta trong 4 năm nữa. Nó sẽ phá hủy đất nước chúng ta. Hãy so sánh kế hoạch của tôi với những gì Donald Trump dự định làm. Ông ấy có kế hoạch cắt giảm thuế lớn cho các tỷ phú qua nhiều năm, và ông ấy có kế hoạch cắt giảm thuế doanh nghiệp hơn 1.000 tỷ đô la. Cả hai ứng cử viên đều đã hứa sẽ cắt giảm thuế liên bang đối với tiền boa mà người lao động trong ngành dịch vụ và khách sạn nhận được. Những người chỉ trích cho rằng đề xuất này sẽ không giúp ích cho những người phục vụ đồ ăn nhanh hoặc những người lao động thu nhập thấp khác không nhận được tiền boa, và rằng đề xuất này tốn kém và sẽ bị lạm dụng. How can we be sure? Làm sao chúng ta có thể chắc chắn rằng nó xứng đáng với những người lao động hơn là để ngỏ cho một nhóm người khác có thể coi tiền thưởng của họ như tiền boa và tự miễn trừ cho mình? Trước đây, ông Trump đã dẫn trước Tổng thống Joe Biden trong các cuộc thăm dò ý kiến cử tri về các vấn đề kinh tế. Bây giờ, ít nhất một cuộc thăm dò cho thấy cử tri tin tưởng các ứng cử viên gần như ngang nhau, với 42% ủng hộ bà Harris và 41% ủng hộ ông Trump.